mọi người, hôm nay tên mình lại đây rồi nói đây là thế này, chơi giờ mừng đứa thôi nha, con sẽ đợi mà bút chị được đâu, chừng đi nhé. Về cho các bạn coi nó là gì. Đây nè, các bạn nghe chuyện tí. Quay cái bìa ra bạn mới biết. Tên này là gì con? Đây là người các bạn người hôm nay. Ba mình cần nhiều tiền chắc nhất nó hai bác mình đi với tiên chi nè, ba mình cần chơi bạch tiết nè, cái cần chơi tiên cá nữa, là mình chơi chơi này nhé, để lại cái bé chơi bút này. Ồ từ đó chỉ dùng mình giúp hay nha, không chỉ dùng mình giúp chị ra. Ra hình gì thấy quá vậy, cho mấy bạn coi tôi được hình ai rồi, để con để gần đây mấy bạn thấy hình ai vậy. Các bạn yêu trai lá để em coi cái ai mà không chắc chắc không có hình này là ai mà bông chim hát gì. Đây là một cái đồ chơi lửa này các bạn ơi, tinh tinh đây nè, kiếm tôi cái đồ chơi lửa. Mình tôi luôn chút nữa là nó tự tự mới nát à. Đó là chiếc nè, là chiếc đây nè. Hình tăng trắng như thế này, những là ai trai làm hình được chiếc lắm. Tôi được gì nữa rồi? Tới cái này là ồ, hình lâu đài đẹp quá vậy. Đến nhiều tiết rồi nên nó tới tự vi nát rồi, các bạn người thấy không, thấy chị lại chưa, mình cho tôi lại cái chỗ hình nãy thôi, tôi nhanh lên không là nó bị biến mất á. Mình tôi hết lên vùng còn ba, mình còn hai cây, mình tôi hết thì mình cho lấy tiền ha, thì mình lấy bút phát là mình đi tô lên. Thế ô lại to cho bá nữa, ô lại to dữ. Ngày nào chưa mình mới thấy cái ô lại to như vậy nữa. Hồi là mình nhìn thấy cái ê cha, đâm tâm chi bê à. Nói cái là lợi hiệp đi nè, không cái là lợi hiệp ra cho chị cái chấm dương thần hay à. Tôi điện hết rồi nha. Đẹp quá ta, cho mấy bạn coi tranh con vẽ sao rồi, con tô mọi con tô tranh ma thuật sao rồi. Giai đoạn này cho mấy bạn coi Elsa đẹp quá ta, các bạn từng lọc nữa kìa. Lúc nào mà mời chú mất tối mừng ôm mấy bạn này ngủ quá. Gì hả? Làm gì con dẹp, con dẹp ta trang sao con tô tiếp, trang sao có ai ta? Cũng không biết, chứ đó hỏi mọi người coi sao có ai. Thì đó để cái hình cho mình nhìn nè. Hình nó là ai vậy? Anna. Rồi móng lề nè.
người tiếp nè. Rồi, ô tô chân xa cho mấy bạn coi nha. Cho đã xuống tơ đàng hoàng. Tôi lại nhân cho nó đỡ hơi giống hồi nãy nha. Nhìn tôi tới em trai nè. Em trai đi tới tới không thì em rửa các bạn. Nó bèo xa không? Có, không có. Nó em anh Nam à? Có anh Nam không? Em có em trai nha. Cái này đi chi chiếc mỗi lần nó tới tự miếng nát nha. Làm cái này chơi giữa rất là nhiều ngày luôn á. Mình không biết là giữ được bao nhiêu ngày nữa. Tiếng nó khô mình phải tô lại đúng không? Mình đúng. Chơi, mình sẽ chơi được nhiều lần. Tiết kiệm đúng không con? Đúng. Mình thích tô này nhất á. Hôm nay chị trái với chị nó chắc bạn người mình rất là tệ luôn. Nó dễ nhẹ hơn nha. Chứ mấy bạn đâu có biết ở đâu đâu. Hãy là lần đó. Rất cái bông như nè. Còn nước á mọi người, mình lát coi để coi nước không để mình để đi ở đây hết. Còn trên nữa nè, đây này có ai ta luôn nè, thì có ai ta nữa đâu cho mấy bạn coi rồi, con quay mấy bạn mới thấy, con quay vậy nè mấy bạn mới thấy, đó đúng rồi, wow, lại, wow đẹp quá ta nhỉ, bạn, bạn của em ta, còn đây là Eka, Anna, Elta, là một một cái tên nha. Tôi tới đây ta chứ. Tên nhiều với tới tên nổi thôi, chứ nữa mình phải làm gì. Các bạn người ơi. Con có hết sách ma thuật này không? Vui ha, mình chơi được nhiều lần nữa. Mình còn cứ tắt bằng người kia, tắt bằng giấy chi cho bọn tôi được chứ một ngày nhất thôi à. Đúng rồi. Sách bình thường mà tao được có một lần rồi đúng không? Tấm tắt cách này ra được nhiều ngày hay quá ạ. Cách này ra được nhiều tin tôi được. Tới hay ta là tất tế hôm nay rồi. Để nãy giờ mình tư tôi tới hồi lại luôn á. Bây giờ mình tôi chúng ta. Ôi, tới hồi lại rồi nè. Hay quá ta. Ôi là nhìn đẹp hết nồng hồng nữa. Mình coi chứ ở lại, mình coi chứ hút ở lại. Còn có trời che luôn á. Mọi người nhìn mình nè.
Mình đã tên tao một chi hết rồi nè. Trời ơi, đẹp quá dạ. Còn không? Còn chen nào nữa không? Không, còn chen nữa chen. Nhiều chen với chạy trời. Còn đây có, chen này có gì không? Cái nặng núi. Còn đó là cha. Đây có nửa chiếc. Thế lại là một cái gì các bạn người biết không? Để chứ em làm cái gì? Các bạn người nói cho mọi người biết lại cái này cái gì nha. Cái này nè. Giờ mùng tùm tôi trên này nha. Hôm nay nãy mời cho Lực nghỉ làm mấy các bạn này thì rất là vui luôn. Thì kia Lực đi học lại nữa. Các bạn mừng cho Lực đi học hết. À, mừng cho Lực đi học luôn á. Chưa? Wow, ngọn núi đẹp quá. Ngọn núi hả? Ngọn núi dưới đất rồi. Ngọn núi ở trên. Để coi trận trên này nó hết rồi nha. Nói mai các bạn coi cái bìa sách này cho đẹp không? Đây là cái bìa sách của mình. Nói mai các bạn nha. Bye bye. Chào các bạn mình đâu nha. Thì cho mình đi tiếp nha. Bye bye.